Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tỷ bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tỷ bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Hello, mến chào tất cả quý vị khán thính giả của VinMy Vlog. Hôm nay là ngày 8 tháng 2, 2024, 11 giờ 15 phút buổi sáng giờ California. Trước khi vào bản tin, mình xin tóm tắt những cái sinh hoạt cộng đồng miền Bắc California trong dịp Tết. Và cái hai nơi như thành phố Mibitas cũng như là quận hạt Santa Clara đã ra một cái nghị quyết giống nhau để chấp nhận cho cái ngày chào cờ ngày mùng 1 Tết âm lịch ở hai nơi đó, dù ngày thường hoặc là cuối tuần. Và có những buổi, ba buổi chào cờ ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 10, 9 giờ sáng tại cái vườn truyền thống ở San Jose, và 11 giờ rưỡi thì địa chỉ là 70 West Haddon, cái tòa nhà quận hạt Santa Clara County, là hai buổi chào cờ cùng một ngày nhưng mà khác giờ. Còn một buổi chào cờ thứ ba là ngày mùng 3 Tết ở City Hall San Jose là buổi sáng. Đó là ba buổi sinh hoạt về chào cờ, cũng như là có những hội Tết trong cuối tuần này, đặc biệt là cái hội Tết rất là lớn do tổ chức công giáo tổ chức tại cái Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa và Thiền Nhân, và có hai tổ chức khác nữa, họ tổ chức ở trên con đường Stuley, tất nhiên là Office Mall đó, cái shopping đó. Thì mời quý vị đến đó tham dự hoàn toàn miễn phí. Và bên Mỹ thì hai ngày hôm qua thì ông Tucker Carlson, thì mình biết, quý vị cũng biết ông là một người phóng viên nổi tiếng, ông đã đi qua bên Nga để chuẩn bị có một cuộc phỏng vấn với ông Putin trong những năm vừa rồi. Thì ông ta cố gắng phỏng vấn ông Putin, nhưng mà những cái text, những cái liên lạc qua bên Nga đó thì bị chính quyền của ông Joe Biden theo dõi và cản trở và cấm không cho ông ta qua. Nhưng mà khi mà phát giác ra thì ông ta đã đi qua bên Nga, hiện nay ông đang ở bên đó. Và ông trả lời, ông là một người công dân Mỹ làm truyền thông, ông muốn đưa những cái tiếng nói mà của ông Putin từ xưa tới nay chưa có ai phỏng vấn, để đến cho người dân Mỹ biết về cái suy nghĩ của ông Putin như thế nào. Thì bên chính quyền hiện nay của ông Biden theo dõi và tạo ra cái khó khăn, nhưng ông ta quyết chí đi, có những sự phản đối của chính quyền Biden hiện nay. Đó là một cái chuyện lớn, để chờ xem ông phỏng vấn như thế nào với ông Putin. Và sau đây là tin liên quan tới Jordan. Cơ quan này các cơ quan chức tình báo Mỹ được cho là đã được cảnh báo nhiều tháng trước cuộc tấn công chết người bằng máy bay không người lái vào tiền đồn ở Jordan về nguy cơ ngày càng tăng vũ khí do Iran sản xuất xâm nhập hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Trung Đông. Tờ Politico đưa tin rằng các quan chức của cơ quan tình báo tại Lầu Năm Góc đã đưa ra cảnh báo trong nội bộ và các cuộc họp giao ban trên đồi Capitol bắt đầu vào cuối tháng 10, 2023, khi Do Thái xâm chiếm Gaza và các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria tăng cường tấn công các lực lượng Mỹ. Theo Political News dẫn hai nguồn tin giấu tên, các quan chức cảnh báo rằng việc một trong những máy bay không người lái do Iran sản xuất nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực lọt qua hệ thống phòng không của Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Các quan chức tình báo cũng nêu lên mối lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ ở Jordan từ các nhóm được Iran hậu thuẫn, một trong những quan chức nói với Political News. Nhưng lo ngại nằm trong đánh giá rộng lớn hơn rằng quân đội và các nhà ngoại giao Mỹ trong khu vực dễ bị tổn thương sau cuộc xâm lược ở Gaza. Political News đưa tin lưu ý rằng những cảnh báo mới nhất ngày càng trở nên cấp bách hơn vì lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tăng cường tấn công vào tháng 10 và tháng 11, đồng thời đặt ra về câu hỏi việc Lầu Năm Góc có thể làm nhiều hơn để tăng cường bảo vệ tại tiền đồn Jordan và các nơi khác sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Do Thái hay không.
Tháp 22 Tiền Đồn, nơi ba quân nhân thiệt mạng ngày 28 tháng Giêng đã bị đe dọa ít nhất một lần bởi máy bay không người lái của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn vào tháng 10. Khi lực lượng phòng không của nước này tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương bằng chiến tranh điện tử, thì Political News đưa tin. Tin liên quan đến Do Thái. Lực lượng Do Thái đã ném bom các khu vực ở thành phố biên giới phía nam Rafah, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang trú ẩn, hôm thứ Năm, một ngày sau khi Thủ tướng Netanyahu từ chối đề xuất chấm dứt chiến tranh ở vùng đất của người Palestine. Ông Netanyahu cho biết về các điều khoản do Hamas đề xuất hôm thứ Tư về lệnh ngừng bắn cũng liên quan đến việc thả con tin cho nhóm chiến binh Palestine bắt giữ là ảo tưởng và thề sẽ tiếp tục chiến đấu, nói rằng chiến thắng đã đến trong tầm tay và chỉ còn vài tháng nữa. Việc từ chối diễn ra sau khi biện pháp ngoại giao căng thẳng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 tháng rưỡi trước cuộc tấn công đầy đe dọa của Do Thái vào Rafah, nơi hiện là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người, nhiều người trong số họ trong những căn lều tạm bợ và thiếu lương thực thuốc men. Các cơ quan viện trợ đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nếu Do Thái thực hiện lời đe dọa tiến vào trong những khu vực cuối cùng còn lại của dải Gaza mà quân đội của họ chưa đi di chuyển vào trong cuộc tấn công trên bộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết hôm thứ Tư rằng việc tiến vào Rafah ở biên giới Ai Cập sẽ làm tăng thêm cơn ác mộng nhân đạo với những hậu quả chưa từng thấy trong khu vực. Do Thái cho biết họ thực hiện các cuộc bước đã tránh thương vong cho dân thường và cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn náu giữa dân thường, kể cả các nơi tạm trú của trường học và bệnh viện, dẫn đến nhiều thường dân bị thiệt mạng hơn Hamas đã phủ nhận điều này. Người dân cho biết máy bay Do Thái đã ném bom các khu vực Rafah vào sáng thứ Năm, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hai ngôi nhà. Xe tăng cũng pháo kích vào một số khu vực ở phía đông Rafah, làm tăng thêm nỗi lo sợ của người dân về một cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra. Chúng ta quay lưng về phía hàng rào biên giới và quay mặt về phía Địa Trung Hải. Chúng ta nhận đi đâu? Ahmad, 55 tuổi, một người di dời và là cha của 6 đứa con, cho biết không có nơi nào để đi. Hôm nay 1 triệu người và hơn 1 triệu người đang hỏi câu hỏi này. Chúng ta sẽ đi đâu? Ahmad nói với Reuters thông qua một ứng dụng trò chuyện. Tin liên quan tới ông Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao. Tuy nhiên, Blinken và các quan chức Mỹ khác cho biết họ vẫn lạc quan rằng có thể đạt được tiến bộ dựa trên các mục tiêu chính và cải thiện điều kiện nhân đạo cho dân thường ở Palestine, bảo đảm thả các con tin bị Hamas bắt giữ, chuẩn bị cho Gaza sau cuộc xung đột, ngăn chặn chiến tranh lan rộng. Các quan chức cho biết sự lạc quan của Blinken dựa trên 4 lần đầu tiên của ông sau 10 tháng 7 vào sau tháng 10 ngày 7 chuyến đi Trung Đông, không chuyến thăm nào trong đó có mang lại thành công rõ ràng ngay lập tức, nhưng chúng ta mang lại những cải thiện hạn chế nhưng đáng kể trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo và lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào ngày tháng 11, trong đó có rất nhiều con tin được thả. Rõ ràng có những thứ mà Hamas gửi lại hoàn toàn không phải là khởi đầu, Blinken nói về phản ứng và một nhóm chiến binh đưa ra hôm thứ Ba đối với đề xuất ngừng bắn và thả con tin đã được Ai Cập, Qatar và Mỹ, Do Thái thông qua vào tháng trước. Thì ông hy vọng có được cái thỏa thuận, nhưng mà cũng xin đến thỏa thuận mà sao mình nghĩ là cũng còn hơi khó đó, không phải dễ đâu. Tin liên quan tới cựu cố vấn của ông Obama. Cựu cố vấn của Obama David Axelrod cảnh báo sẽ rất rối nếu tòa án tối cao giữ nguyên quyết định của tòa án tối cao Colorado cấm cựu tổng thống Donald Trump tham gia bỏ phiếu. Tôi đang cố tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tòa án tối cao nói rằng chúng tôi sẽ loại ứng cử viên đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu khỏi cuộc bầu cử vào cơ bản và nói với người dân Mỹ rằng các bạn sẽ không có cơ hội bỏ phiếu cho mấy. Alex Ross nói với CNN hôm thứ Tư, và tôi nghĩ đó sẽ là rất rất
rất hỗn loạn ở đất nước này. Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra một phản ứng lớn và điều đó khiến tôi lo lắng. Nó khiến tôi lo lắng một phần về Donald Trump. Ông tiếp tục, đã có quá nhiều sự hoài nghi về thể chế của chúng ta rồi, và sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta là những thể chế này. Bạn có thể lập luận rằng đó là lý do tại sao bạn phải đi theo con đường mà tòa án Colorado đề xuất. Nhưng tôi nghĩ trong suy nghĩ của nhiều cử tri, đây sẽ là một sự lật đổ và nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý bị phản ứng lại. Thì ông này bên phe Obama, nhưng mà ông cũng công tâm, ông nói cái nền dân chủ của Mỹ bị đe dọa, là quý vị cũng biết. Buổi sáng hôm nay là tối cao pháp viện đã xử hai bên để tranh luận đồng một, và đã kết thúc của buổi tranh luận đó sẽ dời lại ngày 16 tháng 2, tức là 8 ngày nữa, để tiếp tục tranh luận về cái cuộc có cho ông Tổng thống Donald Trump nằm trên cái lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024 hay không. Tin liên quan tới ông Joe Biden. Tổng thống Joe Biden trong hai buổi gây quỹ riêng biệt hôm thứ Tư nhớ lại và nói chuyện với một cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl về vụ bạo lực ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại Điện Capitol, Hoa Kỳ. Nhưng Kohl đã qua đời vào 2017, gần 5 năm trước khi vụ việc xảy ra. Ông này nói tào lao nữa, ông Biden nói người ta chết 2017 mà ông nói chuyện với lại ông ông cựu không. Cố Thủ tướng Đức Helmut Kohl 2021, ông Biden ông có cái phép gọi là thần thông á. Ông này mình nghĩ là một là phép thần thông, hoặc là ông đi xuống âm phủ á để ông nói chuyện ở dưới Diêm Vương như đó, rồi nói chuyện. Ông này ông nói sốc quá. Tờ New York Post đưa tin bình luận này đã đưa ra vài ngày sau khi ông nhầm lẫn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với cố lãnh đạo Pháp Francois Mitterrand, người đã qua đời năm 96. Để ông nói tiếp nữa, các ông Mitterrand đã chết rồi, nhưng mà ông cũng sách ra ông nói chuyện là ông người chết. Ông này chắc ông là có âm binh á, thành ra cái cuộc bầu cử âm binh đó nó bầu cho ông nói chuyện với thế giới thứ ba luôn. Những sai lầm ngớ ngẩn của Biden xuất hiện trước khán giả khi ông đang phát biểu về chuyến công du quốc tế đầu tiên trên cương vị tổng thống. Trong đó ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 2021 ở Anh sau khi đánh bại cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử 2020. Ông này là rất là biệt tài nha. Nếu mà Việt Nam á, mà nói ông đi về mà đi tìm những cái xác chết á, để mà tìm ra chôn ở đâu, thì ông Joe Biden có thể là một cái người rất là hữu dụng cho cái việc đó. Tin liên quan tới quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã làm nổ tung một chiếc xe hơi ở thủ đô Baghdad vào tối thứ Tư, giết chết một chỉ huy cao cấp của lực lượng dân quân Qatar Hezbollah hùng mạnh, người chịu trách nhiệm trực tiếp trên kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ trong khu vực thứ Tư. Vụ nổ chính xác này đã xảy ra xin lỗi trên một con đường chính trong khu phố Mastar ở phía đông Baghdad, thu hút đám đông khi các đội cấp cứu dọn dẹp đống đổ nát. Nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực và có thể sẽ khiến các nhà lãnh đạo chính phủ Iraq tức giận hơn. Những người mà các quan chức Mỹ cho biết là đã không được thông báo trước về cuộc tấn công. Tức thì đúng rồi, mới tấn công mà báo với lại chính phủ của Iraq thì có thể là nó báo cáo bên kia trốn rồi còn gì nữa. Thành ra phải đập cái chứ trời gì. Lực lượng an ninh đã đóng cửa vùng xanh được để bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi có một số khu ngoại giao và có những lo ngại về các bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi người biểu tình xông vào Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad giết chết một thủ lĩnh hàng đầu của Hezbollah có liên quan đến các cuộc tấn công vào quân đội Hoa Kỳ. Đánh mà còn phải báo trước nó nữa. Trời ơi, thấy ông đang đi mấy tên xe hơi mà còn báo trước thì ông đi đâu mất đâu còn gì nữa mà báo cáo về chính phủ đó, có cho phép hay không. Tin liên quan tới chủ tịch của Đảng Cộng hòa. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Roma McDaniel hôm thứ Tư đã bác bỏ tin đồn bà sẽ từ chức, tức là ngồi lại cái ghế này béo bở quá mà xài tiền rất là nhiều đi chơi thoải mái luôn. Với một loạt tin tức về những âm mưu suy đoán trong cuộc
trong cung điện đang vây quanh tất cả chúng ta. Tôi muốn dành cho thời gian để trấn an tất cả các anh bạn rằng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc với tư cách là chủ tịch của đảng Cộng Hòa và xây dựng một bộ máy bầu chọn của đảng viên đảng Cộng Hòa trong lá phiếu thuận lợi vào tháng 11, McDonnell nói trong bản ghi nhớ. Bản thân tôi và nhân viên của tôi không thể bị phân tâm bởi tiếng ồn bên ngoài và chúng tôi vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh của mình. Nhưng tin đồn ngược lại đơn giản là không đúng sự thật, không có gì thay đổi và sẽ không có bất kỳ thay đổi nào được quyết định cho đến sau năm Nam Carolina, tức là cái bầu cử Nam Carolina, khi chúng tôi có thể có ứng cử viên cuối cùng của chúng ta. CBS trước đó hôm thứ Tư cho biết McDonald đã nói với cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc gặp ở Florida rằng bà sẽ từ chức sau cuộc họp. Trump viết trên Truth Social rằng ông sẽ đưa ra quyết định một ngày sau khi hội nghị ở Nam Carolina về các khuyến nghị của tôi đối với tăng cường cho đảng Cộng Hòa. Tức là sau cái ngày bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina thì sẽ có cái quyết định. Các cơ quan liên bang cảnh báo liên quan tới Trung Cộng hôm thứ Tư rằng tin tặc Trung Cộng đã tấn công ẩn náu trong cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ tới 5 năm, có khả năng có cho phép chúng có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công mạng chống lại Hoa Kỳ. Theo một cảnh báo an ninh mạng công cộng đưa ra trong tuần này, được biên soạn bởi nhiều cơ quan tình báo liên bang kết hợp và các cơ quan của Anh, Canada, Úc và New Zealand, Tân Tây Lan đó, và các tin tặc được nhà nước POC tài trợ tập trung vào các cơ sở hạ tầng chính phủ và gọi là truyền thông, năng lượng, các lĩnh vực về hệ thống giao thông vận tải cũng như hệ thống xử lý nước thải và chất thải ở Hoa Kỳ lục địa và ngoài lục địa cũng như các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Báo cáo lưu ý rằng tin tặc đã sử dụng các chiến thuật và khiến các công ty cơ sở hạ tầng khó nhận ra sự xâm nhập của chúng. Nó cũng nói thêm rằng sự lựa chọn mục tiêu và mô hình hành vi của họ không phù hợp với các hoạt động gián điệp mạng hoặc thu nhập thông tin tình báo về truyền thông. Tin liên quan đến tiểu bang Texas kiện Joe Biden, Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đã đệ đơn trình kiến nghị ra lệnh sơ bộ chống lại chính quyền Biden vì bị cáo buộc kiểm duyệt các công ty truyền thông Mỹ và họ không đồng ý. Biden này nước tự do, nhưng mà Biden thì là tấn công những cơ quan truyền thông mà cánh hữu. Vào tháng 12, Paxton và Daily Wire và The Federalist đã kiện Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Antony Blinken và các quan chức chính phủ khác cho rằng họ âm mưu kiểm duyệt hạ bệ các cơ quan truyền thông Mỹ bị chính liên bang xa lánh. Paxton nói trong một thông cáo báo chí, tôi tự hào dẫn đầu cuộc chiến bảo vệ các quyền hiến định và quý giá của người Mỹ khỏi chính phủ liên bang chuyên chế của Biden. Sứ mệnh xóa bỏ tu chính án thứ nhất của Bộ Ngoại giao hoàn toàn không phải của người Mỹ. Cơ quan này sẽ không thoát khỏi chiến dịch bất hợp pháp của họ nhằm bịt miệng những công dân và ấn phẩm mà họ không đồng ý là kiểm duyệt truyền thông, bịt miệng, không phải cho người dân Mỹ biết sự thật. Hình ảnh công Tucker Carlson, ông đang ở bên Nga đó, thì đây là cái chỗ Chick-fil-A, cái công ty của Mỹ này, ông ta hình như vô đây mua cà phê ra ông đứng đó. Thì bây giờ cũng vừa nghe mình nói bản tin đó, ông là một người đặc biệt để được phỏng vấn ông Putin. Thì thật sự ra từ xưa tới nay mình chưa có nghe cái cuộc phỏng vấn nào trực tiếp của những cơ quan truyền thông phân phía tự do đó. Ông Tucker Carlson, ông là một cái người, ông cũng không có ủng hộ về cái cuộc chiến ở bên Ukraine lắm, thành ra được lòng của ông Putin cho một cuộc phỏng vấn, chờ xem ông ta sẽ phỏng vấn gì. Và ông ta nói ông là nhiệm vụ của truyền thông, ông được quyền để đưa những cái tin đó đến cho người dân Hoa Kỳ quyết định, ông không phải là người quyết định, đó là ông nói. Nhưng mà đã bị kiểm duyệt bởi chính phủ của ông Hunter Biden, đặc biệt là của ông Joe Biden, đặc biệt là Bộ Ngoại giao theo dõi sát nút. Nhưng kỳ này ông đi đột xuất, ông đi qua bên đó không có cấm giống như 2 năm trước.
Đây là cái video của ông Tucker Carlson phỏng vấn ông Putin. Thì cái ông Elon Musk, ông hứa ông sẽ không có kiểm duyệt cái phần phỏng vấn này. Đó là cái điều tốt để cho người Mỹ có được nghe ông Putin nói những gì, là cái ý tưởng của ông ta tại sao xâm lăng Ukraine. Xin mời quý vị theo dõi ngắn trong cái đoạn của cuộc phỏng vấn. What about Taylor Swift? She sucks. Who do you think will win the 2024 election in the United States? Everyone knows President Donald Trump will be the next president of the United States. And as soon as he takes back the White House, he's probably going to whoop some ass. What do you think about Bud Light? Gay. Piss. Gay piss. Who killed Jeffrey Epstein? That's easy. Hillary did it. We don't call her Hillary Clinton for no reason. What about Taylor Swift? She sucks. Thì ông Putin ông nói tóm tắt lại cái này là cái chính là ông bắt câu hỏi là ai sẽ là người đắc cử 2024. Thì ông Putin ông trả lời là ông Tổng thống Donald Trump là cái người sẽ đắc cử 2024. Đây là cuộc sau khi cuộc phỏng vấn của ông Tucker Carlson, bà Hillary Clinton và phản ứng. Ông bà nói ông Tucker Carlson là một tay sai cho ông Putin để làm việc có lợi cho ông Putin, là bà ta không thể chấp nhận được. Xin mời quý vị xem. Tại trong cuộc phỏng vấn có đề cập bà với lại ông Putin, thì ông Putin nói ông bà là cũng những người không có tốt á. Với lại vấn đề mà ông đi lên cái hòn đảo mà có ông Bill Clinton ở trên đó nữa, thành ra bà ta phản ứng ngay lập tức. Xin mời quý vị xem. A puppy dog, you know, he somehow is là con chó, con chó from somebody Putin outside the United States. He, I would not be surprised if he emerges with a contract with outlet, because he is a useful idiot. He says things that are not true. He parrots Vladimir Putin's pack of lies about Ukraine. So I don't see why Putin wouldn't give him an interview, because through him, he can, you know, continue to lie about what his, you know, objectives are in Ukraine and you know, what he expects to see happen. It's really quite sad that not just somebody like Tucker Carlson, who has, as I said, been fired so many times because he seems unable to, you know, correlate his reporting with the truth, but also because it's a sign that there are people in this country right now who are like a fifth column for Vladimir Putin. And why? I don't know. I mean, why are certain Republicans throwing their lot in? Why are, you know, other Americans basically believing Putin? Why did Trump believe Putin more than our 11 intelligence agencies? I don't know.